lây cả lò. Hắn trở lại đây, dịch cúm lạ đang hoành hành, gây hoang mang cho tất cả cư dân. Alo, phòng khám bác sĩ Tèo nghe đây. Thưa bác sĩ, tôi là Tí đây. Thằng Tuấn nhà tôi mới mắc những biểu hiện cúm. Nó ho, hắt hơi, sổ mũi. Phải, tôi biết. Hôm qua tôi đã đến và khám cho cháu rồi. Tôi đã dặn dò cô giúp việc nhà anh rồi đấy. Bác sĩ dặn thế nào ạ? Tôi dặn cô ấy cho cháu giữ ấm cơ thể, bổ sung vitamin C thường xuyên. Nếu sốt cao thì uống hạ sốt. Điều quan trọng là phải nhớ giữ nó cách ly với những người khác trong nhà và tránh tiếp xúc quá thân mật, gần gũi với nhau. Ấy, thôi chết, nó đã hôn người giúp việc mất rồi. Nó và cô ấy vốn rất yêu quý nhau. Ô trời ơi, thật không may. Có lẽ chúng ta phải cách ly cô ấy. Nhưng thưa bác sĩ, tôi sợ rằng chính tôi cũng đã hôn cô gái đó. Rắc rối quá. Như vậy có nghĩa là ông cũng đã mắc bệnh. Ông còn gần gũi và thân mật với ai khác nữa không? Dĩ nhiên có chứ. Ngoài ra tôi còn hôn vợ tôi. Trời ơi, anh nói thật không? Thế thì tôi cũng bị rồi. Trời ơi, chết tôi không cơ chứ. Hả? Vào sáng hôm nay, vụ án cướp tiệm vàng của tên tội phạm khét tiếng có nickname bí mật trong giới là Ớt Chuông đã được đem ra xét xử. Bị cáo hay thành khẩn khai báo động cơ của mình khi cướp tiệm vàng. Tôi chẳng có động cơ nào. Tôi đột nhập vào đó vì đam mê, hành động theo trái tim mình mách bảo. Đề nghị bị cáo nghiêm túc trả lời, mau kể lại hành vi của mình trong đêm hôm đó đi. Đêm đó tôi uống rượu say. Tôi có một khao khát vô biên là kiếm thật nhiều tiền. Tôi cầm búa đột nhập vào tiệm vàng. Vàng bạc châu báu khiến tôi hoa hết cả mắt lên. Tôi bèn vơ thật nhiều, lấy thật nhiều. Anh không có suy nghĩ gì thật sao? Anh làm mà không nghĩ à? Nếu là tôi thì ngài có thời gian suy nghĩ khi nhìn thấy đống vàng đấy không? Nghe nói anh có một người cha già. Đúng rồi, tôi có một người cha ở nhà. Ấy của ngài là gì? Khi thực hiện hành vi ăn cướp, anh không nghĩ tới người cha già đau yếu sao? Thưa tòa, có chứ ạ. Nhưng tìm mãi chẳng thấy trong cửa hàng đó có thứ gì hợp với ông ấy cả. Một sự kiện quan trọng hôm nay sẽ diễn ra ở trường lắp ráp máy bay Con Vịt Trời. Giáo sư ngành nghiên cứu lắp ráp máy bay Reader sẽ cùng các học trò của mình sẽ được tặng vé máy bay miễn phí để đi du lịch. Sao tự dưng lại cho chúng ta cùng đi du lịch chung ở chuyến bay này nhỉ? Lẽ nào chúng ta đã tốt nghiệp quá xuất sắc hả? Chào mừng tất cả các bạn sinh viên lớp kỹ thuật đã đến với chuyến bay XF-595. Các bạn có biết chiếc máy bay này có điều gì đặc biệt không? Có điều gì đặc biệt hả cơ trưởng? Liệu có phần quà nào dành cho chúng tôi không ạ? Đây chính là chiếc máy bay do chính tay các bạn đã lắp ráp. Tên tèn tèn. Không, chúng tôi không thể đi chuyến máy bay này. Đây chỉ là một chiếc máy bay thử nghiệm. Nhỡ mà có nguy hiểm thì sao? Tại sao giáo sư vẫn ngồi lại ạ? Tất cả đều sợ hãi bỏ chạy cơ mà. Vì tôi biết thừa. Ngài không cần phải nói nữa, tôi hiểu tấm lòng của giáo sư rồi. Ngài rất tin tưởng học trò của mình về chiếc máy bay này đúng không? Trời ơi, tôi biết thừa khả năng của học trò tôi. Cái máy bay này thậm chí còn chẳng khởi động được cơ, không cần phải chạy. Hả? Phóng viên của chúng tôi đang có mặt tại một nhà tù tại Tolaban, nơi đây giam giữ những tù binh của phe phản chiến. Chúng ta hãy cùng vào trong để xem một giờ giải lao tại nhà tù diễn ra như thế nào nha. Sao bọn mình cứ ở mãi một nhà tù cũ rích này mà không được chuyển đi nhà tù mới nhỉ? Tại sao lại được chuyển đi chứ? Tôi đi học ấy hả? Được đổi trường mới liên miên, cứ mỗi tuần là lại dời đến trường mới. Sao vậy? Thì trường cứ dựng được vài bữa là lại bị đánh bom sạp. Thì ra là thế, nhưng nhầm nhỏ gì? Hồi tôi đi học, lớp tụi tôi cứ mỗi ngày lại thay một thầy giáo mới. Chắc lớp của bọn anh nghịch quá nên chẳng thầy giáo nào muốn dạy chứ gì. Lớp tôi ngoan lắm nhưng chả có thầy nào trụ được đến ngày thứ hai. Kỳ lạ thật. Lớp anh học gì? Đánh bom tự sát hả? Tôi đang có mặt tại một buổi hội thảo về bình đẳng giới. Ở đây có rất nhiều quý cô và nhiều quý ông cùng tới tham dự. Tôi sẽ mời ngẫu nhiên hai người đàn ông lên sân khấu để phỏng vấn, xem là các quý ông của chúng ta có biết nâng niu người phụ nữ của mình hay không nha. Xin mời anh. Xin mời anh. Trước tiên, tôi sẽ hỏi về công việc của các chị nhà.
À, xin hỏi à, vợ anh làm nghề gì? Vợ tôi làm công việc văn phòng. Tôi không muốn cô ấy làm việc vất vả, cho nên đã khuyên cô ấy nên chọn một công việc nhẹ nhàng là làm việc văn phòng thôi. Anh ấy quả là một người chồng biết lo lắng cho vợ, đúng không ạ? Ê, còn anh, vợ anh làm nghề gì? Tôi cũng không muốn vợ tôi vất vả, cho nên tôi đã để cô ấy chọn một công việc vô cùng nhẹ nhàng. Công việc nhẹ nhàng thế nào thưa anh? Tôi lo sức khỏe của cô ấy không tốt, nên mỗi ngày chỉ mang trên tay không quá 500 gram. Vậy công việc của cô ấy là gì ạ? Cô ấy làm nghề bán vé số. Trời ơi. Sáng hôm nay, tại bể bơi hiện đại nhất ở trung tâm thành phố Canada, đã xảy ra một vụ việc ngoài ý muốn. Hiện tại, cảnh sát đã phong tỏa khu vực, nên những thông tin mới nhất về vụ việc vẫn chưa được cập nhật tới báo chí một cách chính xác nhất. Tất cả mọi người hãy lên bờ ngay lập tức. Xin mời tất cả mọi người lên bờ gấp, nhanh nào. Trời ơi, chết, không biết có chuyện gì đã xảy ra. Ủa, hay là có tình huống nguy hiểm gì? Tất cả mọi người hãy xếp hàng tại đây. Có chuyện gì vậy thưa anh? Tôi cũng không hiểu đã xảy ra chuyện gì. Được rồi, mời tất cả mọi người lại xuống bơi tiếp. Ồ, chuyện quái gì đã xảy ra vậy? Chúng tôi cần một lời giải thích. Xin mọi người hết sức thông cảm. Không phải tình huống khẩn cấp hay nguy hiểm gì hết. Chẳng qua là tôi bị mất cái quần bơi. Tôi chỉ muốn biết ai đang mặc nó mà thôi. Vừa qua, Bệnh viện Đa khoa Qua Qua đã tiếp nhận một ca bệnh vô cùng nan giải vì tranh cãi trong đội ngũ bác sĩ của bệnh viện. Con trai, ta có lời muốn nói với con. Bố đừng làm con sợ. Sau này, tuyệt đối đừng tin, đừng nghe, đừng giao du với đám người xấu nữa con ơi. Có như vậy, bố ra đi cũng an lòng. Tình hình của ông ấy có vẻ nguy kịch, làm phiền cậu đi làm thủ tục nhập viện ngay. Chúng tôi đã làm rất nhiều xét nghiệm mà vẫn không thể tìm ra nguyên nhân khiến ông ấy quằn quại rồi ngất đi như vậy. Có lẽ ông cụ chỉ là suy nhược cơ thể. Bác sĩ đừng có lừa tôi. Tôi không tin lời ông đâu. Lúc nãy bố tôi hấp hối, chắc ông ấy sắp chết rồi. Hay, tôi lừa nhà anh làm gì? Bố tôi đã dặn tôi rồi, tuyệt đối không tin, không nghe lời người xấu. Bác sĩ thử soi gương đi. Ông xấu như ma chê quỷ hận thì ai mà tính cho được. Thời gian gần đây, các vụ trộm cướp thường xuyên xảy ra với những người đi gửi tiền và rút tiền ở ngân hàng. Để đối phó với vấn nạn này, một hình thức xe ôm an toàn đã xuất hiện. Alo, có phải chị vừa gọi xe ôm an toàn không? Tôi ở trước cửa nhà chị rồi này. Đưa tôi đến ngân hàng Bùng Banh, nhanh chóng an toàn nghe chưa? Hay, nhanh chóng thì làm sao an toàn được? Cuối cùng thì chị thích đi nhanh chóng hay an toàn nào? Thôi, không có cần nhanh, an toàn là được. Chị yên tâm, chưa có một khách nào đi xe tôi mà gặp trộm cướp, tai nạn gì đâu. Xe ôm an toàn mà. Trời ạ, làm gì mà lâu thế không biết. Nè, tôi hết chịu nổi anh rồi. Tôi bảo anh đưa đến ngân hàng mà anh đưa tôi đến đi đón con, lại đi chợ. Anh chạy xe ôm cái kiểu gì vậy? Thế mới là xe ôm an toàn chứ. Chị xem, tôi đưa chị đi vòng vòng thế này rồi mới đến ngân hàng. Đố ai mà biết là chị đi gửi tiền đâu mà cướp. Trời đất ơi. Tại triển lãm trưng bày kết quả nghiên cứu của các nhà khoa học thuộc ngành công nghệ thông tin, ở đây tập hợp những phát kiến mới nhất làm chấn động ngành công nghệ thông tin của cả hành tinh. Xin mời quý vị cùng theo chân phóng viên chúng tôi. Thưa ông thấy sao về triển lãm này ạ? Rất tuyệt vời, quá thú vị. Tôi không thể diễn tả hết cảm xúc của mình. Phải nói là những phát minh có 102 của mọi thời đại. Thưa nhà khoa học Peter, ngài có thể chia sẻ về phát minh này của ngài không? Có thể nói phát minh của tôi sẽ làm thay đổi tư duy của cả loài người. Nó sẽ trở thành phát kiến lịch sử vĩ đại. Điều gì mà tuyệt vời đến thế? Hóa ra loài nhện lại đi trước con người chúng ta rất nhiều bước.
chúng đã phát triển và hiện đại hơn loài người của chúng ta hàng nghìn năm nay rồi. Thật tuyệt, vậy loài nhện đã tiến hóa đến cỡ nào rồi thưa giáo sư? Anh không thấy là chúng nó đã biết dùng mạng bao đời nay hay sao? Còn chúng ta thì chỉ mới mấy chục năm trở lại đây thôi. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.